Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Meowpeo. Và hôm nay là 30 Tết rồi các bạn ơi, ngày cuối cùng của năm rồi. Không biết là các bạn có dự định đi đâu không, chứ mình nghĩ là đang mùa dịch thế này tốt nhất các bạn ở nhà nhá, cũng không nên điều nhiều đâu. Nhà mình thấy bảo cũng ngay gần cái điểm bắn pháo hoa duy nhất ở Hà Nội. Bình thường là mọi năm là Hà Nội bắn tận là mấy chục điểm vào hoa cơ, năm nay chỉ bắn đúng một chỗ thôi các bạn ạ. Mà tuy nhiên cái chỗ đấy là hình như là gần nhà mình cơ mà thôi. Mình nghĩ chắc mình cũng không đi đâu. Đi bây giờ ra chẳng may là dịch bệnh các thứ, tốt nhất là ở nhà các bạn ạ. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục sinh tồn nông trại các bạn thấy không? Và đặc biệt hơn đó là hôm nay mình sẽ nâng cấp căn nhà. Mà tuy nhiên là bạn nào mà đã coi video trước rồi cũng biết là Meowpeo cũng đã chuẩn bị sẵn một vài vận dụng để sửa sang căn nhà đúng không? Mà tuy nhiên thì căn nhà của mình đã biến mất cả nơi, đó ghê chủ. Căn nhà của mình hiện tại đã biến mất rồi này, không còn căn nhà nào cả này. Hôm nay mình sẽ thử thách đó là xây một căn nhà ở giữa hồ nước các bạn ạ. Các thấy hôm này để mà mình đào tất cả các chỗ đất này lên nhá, xong rồi đổ từng ô nước một nhá, cực kỳ vất vả luôn. Bởi vì trong nông trại mình nuôi ấy là không có khối sao chép hay là không có cái gì để đào cả, phải đào từng cục một, đặt từng cục một luôn, cực kỳ phức tạp luôn. Anh ấy nhìn vậy thôi chứ mình mất cả tiếng để làm cái hồ nước ở đây. Ok, hôm nay mình sẽ thử thách đó là xây một căn nhà ở giữa hồ nước các bạn nhá, để coi xem căn nhà nó có gì hay, nó có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký và cho đăng ký ủng hộ Meowpeo các bạn nha. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Meowpeo, cũng như là hashtag là thăng Meowpeo và thăng Bee Team nữa các bạn nha. Ok, hiện tại thì nông trại của mình đã là level 6 các bạn ơi. Level 6 gần 1/2% vào này, 30.000 xu các bạn thấy ghê không đấy. Mặc dù là Meowpeo mất khá xu mà tuy nhiên tôi đã gỡ lại được 30.000 xu các bạn ạ. Đợt trước các bạn đều biết là mình bị mất 10.000 xu mua cái bản vẽ thiết kế vào vẩn này. Đấy. Là tuy nhiên mình đã gỡ lại tận 30.000 xu rồi, mà đặc biệt hơn nha, tôi đã bốc phốt luôn này. Hôm trước mình bị mất tận 20 cái gỗ cay cực kỳ á, chả hiểu sao buổi đêm mình vào nha, mất tận 20 cái gỗ luôn đó. Anh em hạn chế vào MINI WORLD cái phần nông trại buổi đêm nhá, bởi vì nha, các bạn mà vào buổi đêm ấy là sáng hôm sau các bạn dậy ấy là mất đồ đấy. Hạn chế tầm khoảng từ 12 giờ đến 6 giờ ấy là các bạn không nên vào nha, buổi đêm ấy đó, không nên vào các bạn nha. Đấy, cái tìm thật ra cái gỗ này mình không bán đâu, mình đang tích gỗ này, đang tích gỗ để bở khóa này này đấy, để bở khóa cái ô đất bấy này đấy, ô đất số 7 đúng không đó, đang tích gỗ để mở ô đất số 7 mà cái mình cay chứ mất sạch gỗ à, cay thực sự luôn. Bạn làm gặp tình trạng này giống mà bé mất gỗ thì có thể để lại được thế giới nhá. Hình như là mình nhớ mình có con bò hay con dê sắp trưởng thành đâu nhở, đâu ta. Cái con này là con bới này, cái này không tính. Cái này là chuẩn bị cho nó ăn này, 15 phút nữa là cho con này ăn này. Đấy, đây con này thì còn mấy phút đây, con này thì còn 15 phút nữa là thu hoạch này. Ok, rồi thì quay trở lại với chủ đề chính đi. Hôm nay là chúng ta sẽ xây một cái căn nhà ấy, xây một căn nhà ở giữa cái hồ nước các bạn ạ. Đầu tiên chúng ta vẫn phải chọn cái phần chỉnh sửa nhà đã. Đấy, làm gì làm mình chuyển qua phần chỉnh sửa nhà này. Ok, mình thì cũng chỉ có vài cái block ở đây. Đây, chúng ta có sẵn 270 block này này, 21 block này, đây cái này để sàn gỗ này. Cái này là gì đấy? Gạch tường à, cái này chắc để làm tường các bạn ạ. Rồi, tụi mình sẽ dùng block cơ bản để xây nhà trước đã. Cái này chính như để sàn nhà hay sao này. Ồ, mình có khá là nhiều block ấy. Ok, mình sẽ xây một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây thôi các bạn ơi. Nó không cần nó quá cầu kỳ đâu các bạn ạ. Mình thêm nên thiết kế cái nhà này ở đây là như nào bây giờ. Mình sẽ thiết kế một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Để coi nào, không biết là có đủ block không ta, chỉ sợ thiếu block các bạn ạ. Được không nhỉ? Đây mình sẽ để cái cửa, chỗ này là 2 cửa này, có vẻ hợp lý ấy. Ok, mình sẽ xây cái khung nhà các bạn ơi. Cái hình như có gì đấy nó không đúng. À, hiểu. Đây, chỗ này là hơi sai. Chỗ này là hơi sai này. Ok. Đây. Ok, hiểu rồi. Đây. Thì hóa ra nó là thế này à? À, đó là thế này các bạn ạ. Đây. Hiểu rồi đây. Đó, chuẩn chưa? Đấy, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử thách đó là xây một cái nhà ở đây các bạn ạ. Nó không biết là nên thiết kế cái nhà như nào nhỉ? Không hình như gì vẫn hơi sai. Đây à? Đây đúng không? Đúng rồi. Rồi, mình sẽ thiết kế một cái nhà ở đây, nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhà nó không cần quá to bạn ạ. Nhà to quá nhiều khi còn không đủ block mà xây á. Rồi, tạm thời này đi. Này có cần đúng không? Đập lên để đây đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cửa kính lên trước. Hay là nhà ta ở đây mình có cái gạch tường đơn giản này. Cái này mình để xây tường. Hiểu rồi, bởi chúng ta có thể xây tường bằng cái này các bạn ạ. À thì ra là thế. À, thế mà mình không xây tường bằng cái này nhỉ. À, hiểu rồi. Ok. Vậy thì mình sẽ dùng cái này để xây tường các bạn nhá, cho nhìn nó đẹp đẹp một chút. Ui, sợ còn không đủ để mà xây tường á. Cái này không biết đủ không ta? 29 cái này sợ không đủ rồi. Đủ cái quá rồi đâm. Cái này chắc là để xây cái phần mặt tiền trước thôi. À không, hình như là đủ ấy, 15 ô này. Vừa đủ luôn các bạn ạ. Hình như là vừa đủ luôn á. Chết, đây. Ui, vừa đủ luôn. Thừa là 2 cái, ok. Nhìn có vẻ là hợp lý bạn ạ. Trông nhìn cũng ổn đấy chứ nhở. Đấy, bây giờ mình sẽ xây cái tường ở đây. Đó, hợp lý luôn. Đấy. Chỗ này có thể làm cửa kính không ta? À đó, đúng rồi. Mình còn dư cửa kính mà nhở. Nhở, thế mà chúng ta không thiết kế cửa kính bạn ơi. Được. Mình sẽ thiết kế cửa kính các bạn ạ. Đây. Cái chỗ này thì mình sẽ thiết kế cửa kính các bạn nhá. Nhìn có vẻ là hợp lý ấy nhỉ. Đúng không ta? Đúng rồi. Đây. Cái chỗ này mình sẽ làm cửa kính các bạn ạ. Hợp lý đi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế một cái cửa kính. Đấy, hợp lý này. Rồi. Ok là phết. Từ nữa, nếu thế thì ở đây lại phải làm từ cái này không ổn lắm. Để sàn nhà này, cái này làm sàn nhà đẹp hơn đấy. Nếu thế thì phải để như này à? Không, nhìn nó lại không hợp lý nhỉ. Thôi kệ đi, chúng ta sẽ thiết kế theo phong cách nhà của Meowpeo bạn ơi. Đó, tạm thời thế này đi. Cái chỗ này đúng ra cũng nên làm cửa kính này, nhưng mà thôi tạm thời thế này đã các bạn ạ. Đó, ok la này. Đoạn này từ từ để mình cứ thiết kế sau đi. Chỗ này là cũng nên làm cửa kính này. Ok, mình còn dư nhiều kính bật ra. Chỗ này bịt lại. Đó. Nhìn cũng được mà, trông cũng hợp lý mà. Trông nó không tù lắm đâu các bạn ơi. Rồi, cơ bản là cái số lượng block mà có hạn á. Chứ mình không, mình cũng muốn thiết kế kiểu khác lắm. Mà do số lượng block có hạn cho nên là muốn làm thêm cũng không làm được các bạn ạ. Đấy. Này không phải do mình không muốn làm nó đẹp hơn chút nữa đâu, nhưng mà do cái số lượng block nó cũng có giới hạn của nó thôi. Đấy, muốn làm thêm cũng không được các bạn ạ. Hợp lý này. Đó, nhà có nhiều cửa sổ đấy, mình còn dư nhiều kính bà lo gì. Đấy, hợp lý. Để cái cột từ từ đây là 2 ô, đây 1 ô rồi ta, như thế nào nhỉ? Như này à? Từ từ hình như có gì đấy. Đây. Đấy, ui giời ơi. Đó, như này đây, đấy, chuẩn rồi. Đấy, như này. Ok là rồi. Đấy, hợp lý. Ok, ủa nhìn cũng ra gì phết chứ nhỉ? Không biết mình có đủ block để làm tầng 2 không ta? Làm tầng 2 nghe chừng hơi bị khó đấy. Chắc là chúng ta sẽ không thiết kế tầng 2 đâu. Cứ xây xong đã tính sau các bạn ạ. Vẫn còn dư cửa kính này. Phía sau mình nghĩ mình sẽ không làm cửa kính đâu. Xây được tầng 2 nghe chừng cũng hơi bị căng đấy. Mình coi xem nào. Bây giờ có xây cái trần nhà này hơi bị lằng nhằng đó. Bây giờ mình sẽ làm cái sàn nhà đã. Đấy, cái này để làm sàn nhà quá hợp lý luôn. Ui, gạch này làm sàn nhà là quá là đẹp luôn các bạn ạ. Đỉnh của chóp bạn đấy. Đấy, làm sàn nhà này, ok la này. Mong rằng là không bị thiếu bốc. Tôi thấy có mùi là hình như là thiếu bốc phải chết tôi rồi. Mùi thiếu bốc của các bạn ơi. Ôi dồi ôi, có mùi thiếu bốc rồi. Chết. Thiếu bốc thật các bạn ạ. Chết rồi, không sao. Mình sẽ thiết kế theo kiểu khác đi. Thiếu bốc à? Bây giờ mình phải thiết kế như nào làm sao đủ bốc nhỉ? Gỗ mà. Nếu thế biết thì chúng ta phải thiết kế theo kiểu khác. Một, hai, ba, bốn. Nhìn có vẻ hợp lý hơn này. Vẫn đủ ấy, mình nghĩ là vẫn đủ thôi. Từ từ tôi nghiên cứu là chắc là cũng phải kết hợp giữa gỗ và đá các bạn ạ, thì mình nghĩ là vẫn đủ. Ui, không đủ. Điều này là hơi khó đấy. Thế thì chúng ta phải ưu tiên từ từ đã. Để mình coi xem còn dư gì nhỉ? Mình còn dư mình còn cái bậc thêm gạch cái này. Nhờ. Từ nhá. Thì mình sẽ thiết kế lại các bạn ơi. Meowpeo sẽ thiết kế lại. Hiểu rồi. Thế thì tôi sẽ thiết kế lại các bạn nhá. Đợi mình xíu. Để thiết kế sàn nhà. Meowpeo đang thiết kế sàn nhà các bạn ơi. Yếu này, ok. Nếu thì sẽ lấy thêm ở đây đi. Có thể quan trọng là số lượng nó có hạn, không dùng nhiều được. Ta không thể dùng nhiều được. Bên này mình sẽ lấy cái khác vậy. Ok, rồi. Đó, phải kết hợp rất nhiều gạch khác nhau các bạn ạ. Thì bay ra mới đủ gạch được. Đó, ok. Chúng ta phải làm như này thôi. Đấy, cách duy nhất rồi. Đó. Uầy, trông nhìn cũng đẹp phết chứ. Quả sàn nhà cũng chất lượng vậy. Uầy, chất lượng phết nhỉ. Này mình nghĩ là chắc là chúng ta không làm tầng 2 đâu. Làm tầng 1 là quá đủ rồi. Tôi kia làm cái mái nhà nữa là được. Đấy, bị nhìn hợp lý ngay đi. Cái gỗ này mình làm gì nhỉ? 13 gỗ à? Cái này mình nghĩ là sẽ làm đoạn đầu đi. Đây. Còn tận dụng nốt gỗ đi. Ôi vừa đủ không? Ôi hợp lý, nó lại hợp lý luôn. Được của nó, ok. Thế thì bây giờ lại thêm một lớp nữa này, thêm một lớp cảnh nữa, đó. Ôi, trông đẹp phết, nhìn cũng ra gì phết con ạ. Anh em thấy bây giờ béo thiết kế chuẩn không? 13 ô à? Đủ tâm. Ôi vừa đủ đấy. Ôi vừa đủ luôn, hợp lý. Thế thì chỗ này mình sẽ làm nốt vào cái này vậy. Đây. Đó, hợp lý luôn. Ui, quả sàn nhà anh em thấy chất lượng không? Xong phần sàn nhà rồi thôi. Được của nó chưa anh em ơi. Đó, để chúng ta thiết kế xong cái sàn nhà các bạn ạ. Được của nó phê chứ, cũng rất gì vào này nọ đấy. Bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Bây giờ phải chia phòng mà đúng không? Bây giờ chúng ta phải chia phòng chứ nhỉ? Mình nghĩ còn nên chia phòng tâm. Bây giờ xây cái mái nhà này cũng lằng nhằng phết này. Để coi xem còn làm được mái nhà không ta. Chỗ này không biết có làm được mái nhà không nữa. Để coi em nào. Bây giờ mà làm mái nhà thì cũng hơi bị ban căng đấy. Đây, mình sẽ thiết kế ở này đi. Sợ không đủ rồi. Càng đấy bị phải tính toán làm sao mà vừa đủ cơm. Chỗ này là không đủ thiết kế cái phần này rồi. Bài toán bây giờ phải thu lại. Vậy là chúng ta phải thu lại cái phần này. Không được. Kể cả thế vẫn không đủ các bạn ạ. Chúng ta phải dùng cái vật liệu khác. Không. Mình sẽ để cái phần này thôi. Đó. Để cái phần mặt tiền là dùng cái này thôi. Đây, đến đây thôi. Hình như cái nhà nó lệch cái nhỉ. Không, đúng rồi. Đây, tạm thời thu lại. Đó, chỗ này không cần thiết. Đấy, tạm thời để này đã. Ok. Bên này mình sẽ 50 ô đủ không ta? Mười bảy, 16, 15 không đủ rồi, không đủ các bạn. Đủ. May quá, vừa đủ luôn, hợp lý. Nhìn cũng hợp lý phết chứ nhỉ. Ok, bây giờ chúng ta thiết kế mái nhà các bạn ơi. Bây giờ chỉ phải thiết kế mái nhà thôi, hợp lý rồi. Đó, cũng được đấy, hợp lý. Được, tạm thời như vậy đi. Tạm thời xây kiểu này đi. Thật ra bờ mình có thể làm thêm tầng 2 đấy. Thôi, Bây giờ cứ tạm thời xây cái nhà kiểu như này đã các bạn ạ. Sau này tầng 2 có gì tính toán xong. Đó. Bây giờ cứ làm xong cái mái nhà đã. Lốc thì mình nghĩ là đủ hơn. Lốc xây tầng 2 chắc là đủ, không thiếu đâu. Xây mái nhà là xây mái nhà. Xây nhà mà giới hạn lốc này nghe chừng cũng khó phết nhỉ. Ai dàm. Phải căng uầy. Hay là sau này mình làm cái cuộc thi nhỉ. Cuộc thi xây nhưng mà phải giới hạn block à, tức là chỉ cho một vài block thôi. Các bạn phải thiết kế coi ngôi nhà làm sao đúng cái số block đấy. Uầy, nghe có vẻ căng nhỉ các bạn nhỉ. Trông có vẻ kích thích khả năng sáng tạo ấy. Ok, rồi. Hợp lý. Ui, trông nhìn cũng hay mà. Nhìn cũng thú vị phết các bạn ạ. Cũng ra gì đấy. Rất gì và này nọ đấy. Thấy chưa. Rất gì và này nọ. Hợp lý. Rồi. Ok. Tạm thời cái căn nhà của mình là cũng hay chứ bên trong lại đó. Được, bây giờ mình có thể treo đèn này. Cái này tự nhiên bị thừa nữa. Không, cái này thì mình nghĩ là mình sẽ xây ở đấy đi. Đó, ok. Rồi. Trông hợp lý hơn đấy, được. Bây giờ treo hai cái đèn này. Đèn chùm đơn giản này này. Bây giờ mình sẽ treo hai cái đèn ở đây đúng không? Cái này treo một cái nữa à? Ôi, nó không dư ra thêm một cái nữa rồi. Ôi rồi, có ba cái này. Nếu thế mình sẽ treo là ta treo một cái ở đây, một cái ở đây. Hợp lý hơn đấy nhở. Ta treo cái này bị lẻ một cái đèn này. Đèn tường đơn giản. Bây giờ mình sẽ chia phòng. Ui, mình nghĩ là cái video chia phòng chắc chúng ta sẽ làm sau đi nhở. Ok, rồi. Tạm thời tập này mình sẽ chỉ xây cái nhà thôi các bạn ạ. Còn cái tập trang trí nhà thì mình sẽ làm một cái video riêng các bạn nhá. Mình sẽ mua thêm nội thất đó. Mình sẽ trang trí căn nhà giữa biển, chính xác căn nhà giữa hồ sau. Thì ok các bạn ơi, chắc là video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có ý kiến góp gì muốn Meowpeo làm thế thì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.